Dương Mai chứ chị Bông xin chào cả nhà nha. Mọi người ơi, giới thiệu mọi người trước mặt với chúng ta đây chính là dòng mai cúc thọ hương cả nhà. Đó, cả nhà nhìn nè. Nếu mà ai đã từng chơi mai và chơi cúc thọ hương thì đã quen thuộc với nó rồi. Bông của nó là nó nở chùm theo bàn tay như thế này nè mọi người. Một bộ của nó ra rất là nhiều bông. Và đây cả nhà, cái cây này hôm bữa là em bán cho anh khách là ảnh bom hàng luôn, nó thiệt là bom hàng luôn mọi người. Tức nghĩa là ảnh mua cái cây này xong, em cũng đã gọi, đã làm rất là nhiều cho ảnh coi, chụp hình, quay video rồi hết ha. Cho anh coi, rồi ảnh đồng ý anh mua. Mua xong ra tới ngoài, anh nói cái cây này nụ ít quá anh không nhận, bơm hàng, alo cũng không được, mình giải thích cỡ nào cũng không nghe. Nhưng mà mọi người, ngày hôm nay em muốn quay lại cho mọi người cùng xem. Và nếu mà anh có coi được cái cây thọ hương này thì hãy coi giùm em. Là em từ đầu em đã nói rồi, cúc thọ hương thì nụ nó rất là thưa, nhưng mà bông của nó nở là theo dạng chùm như thế này mọi người nhìn nè. Nó một bàn tay không, cái nào nó cũng một bàn tay như thế này nè cả nhà nhìn nè. Đó, cho nên là em muốn gửi đến mọi người là cái dòng cúc thọ hương nó đẹp như thế này nha cả nhà. Nó ra là nùi như thế này nè mọi người nè. Cả nhà nhìn nè, trời ơi nè, thấy không mọi người, quá đẹp luôn. Bởi vì ai thích cái dòng này thì hãy theo bước chân em, em có bán hàng cây giống nha cả nhà. Dạ vừa rồi thì cả nhà mình có xem chính đó là cái mặt hoa và cái búp hoa của hàng cúc thọ hương mọi người. Đó, và ngày hôm nay thì bên vườn mai nhà em có một lô thọ hương quá tuyệt vời luôn. Hàng này chúng ta về lấy bo vô tư luôn mọi người. Hàng này lấy bo ghép đã luôn cả nhà ơi. Đó đây nha, cây nè. Đó, em sẽ đi tới cho cả nhà xem. Và tất cả các cái bộ đế của cây thì đều được xử lý rễ hết nha cả nhà. Đây mọi người nhìn nè, đế nha. Chiều cao của nó tầm khoảng 40 cm hết rồi mọi người. Nè, đế nó đủ kiểu hết. Tầm khoảng 40 cm nha. Đó đây. Cây này về lấy rất là nhiều bo luôn. Và cả nhà đã biết rồi, giống thọ hương thì nó giống là nữ hoàng của dòng mai luôn ha. Bởi vì nó dễ chăm, dễ trồng và đặc biệt nó nở bông chùm không. Và nó lâu tàn lắm cả nhà, nó rất là lâu tàn. Khi mà nó tàn thì nó sẽ rụng luôn nguyên một cái hoa chứ nó không rụng từng cánh. Cái này mình khỏi dọn dẹp đúng không cả nhà? Quá ok luôn ha. Rồi lô này em bán với giá là 70k một cây nha cả nhà. 70k một cây. Nếu mà chúng ta lấy 4 cây, bên em sẽ bao ship cho chúng ta. Đây cả nhà nhìn nè. Đó, đế nha, 4 cây là bên em bao ship rồi đó nha cả nhà. Cúc thọ hương nha cả nhà. Hàng này làm giống không chơi Tết được nha mọi người ơi. Nha, chỉ có vài nụ thôi. Nè cả nhà nhìn nè. Rồi, 70k một cây thôi ạ. 4 cây thì bên em còn bao ship cho chúng ta. Đây là dòng thọ hương quá tuyệt vời rồi đúng không cả nhà? Hãy alo cho vườn mai của chú Chè Bông nha.